Trước hết là cảm ơn cha xứ và cũng như hội đồng mục vụ. Tôi cũng tranh thủ về đây bởi vì thật sự lâu quá cũng không có đi ra khỏi chủng viện và tôi đã trở về dưới Texas này được 2 năm rồi. Thành ra tin tức mà tôi còn ở trên Washington DC thì cũ quá rồi. Hả? Nhưng mà không sao. Hiện tại bây giờ tôi đang làm việc ở San Antonio và đó cũng là điều mà dễ cho tôi chạy lên chạy lên trên này. Hả? Cũng mất hết 3 tiếng. Tôi biết là chương trình thường thường tổ chức vào buổi chiều Chỉ có cái khi tôi làm việc với cha chánh xứ Thì hôm nay là ngày kết thúc năm học của các thầy Ở trong Đại chúng viện Và tôi có quá nhiều việc phải làm Cho nên tôi không thể nào rời khỏi Đại chúng viện Trước 2h30 được Vì thế cho nên tôi đi sau cái giờ đó Thì tôi nghĩ 7 giờ tôi có mặt tới đây Để giảng cho anh chị em là cũng vừa là Cũng rất là vui có dịp đến với anh chị em Năm nay là năm thứ 10 chúng ta có đại hội La Vang Và tôi nhớ cũng có một lần tôi đến đây tôi không nhớ là năm thứ mấy Riêng năm nay có một điều đặc biệt Là giáo hội công bố năm thánh du Và cùng với tâm tình mẹ La Vang với gia đình Tôi muốn có hai bài nói chuyện với người lớn Bài đầu tiên tôi nói đến tôi dùng một cái từ một cái câu Đó là Giuse Maria cặp đôi hoàn hảo nhưng tôi sẽ phân tích để thấy rằng sự hoàn hảo không phải đến một cách tự nhiên Mà sự hoàn hảo là do con người của chúng ta có sự cố gắng Rồi bài nói chuyện sau tôi nói đến thánh gia hay là một gia đình thánh Ở trong đó có Maria, có Giuse và có Chúa Giêsu Cũng vậy một gia đình thánh không phải là một gia đình thánh tự nhiên Thiên Chúa tạo dựng mà do sự cố gắng của từng người Và một bài nói chuyện với các bạn trẻ Tôi cũng sẽ nói đến vấn đề vân phục vâng lời Bởi vì đó là điều hết sức quan trọng Giuse Maria cặp đôi hoàn hảo Nếu chúng ta nói đến cặp đôi hoàn hảo Vợ chồng hoàn hảo thì ở trong văn chương Việt Nam đôi khi chúng ta cũng nghe ngóng được hả, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Hay là rau tôm mà nấu với ruột bầu. Chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Chúng ta nghe thấy nó tình tứ lắm, thương nhau chẳng quản chiếu giường, một tàu lá chuối che sương cũng tình. Thật sự những chuyện này không phải là không có xảy ra ở trong đời và cứ bình thường mà nói thì 99.9% những cặp vợ chồng đều trải qua những giây phút này. Những giây phút tuyệt vời này, những giây phút mà chúng ta gọi là cặp đôi hoàn hảo bởi vì trong đôi mắt anh em là tất cả, trong đôi mắt em anh là tất cả và vì thế chúng ta trở nên hoàn hảo cho nhau. Và điều này xảy ra cho hầu như Cả các cặp vợ chồng có thể nói đến 98 99% nhưng cái khác nhau là những sự hoàn hảo này nó không kéo dài nó chỉ được một thời gian rồi chấm dứt. Cho nên ông bà mình biết như vậy và dạy cho chúng ta thế gian thì được vợ mất chồng chứ đâu phải như rồng mà được cả đôi. Hay thế gian được vợ mất chồng mấy khi lại được cả ông lẫn bà. Không phải bởi vì ông cha chúng ta không biết Nhưng bởi vì họ biết rằng Con người của chúng ta chỉ trong một thời gian trăng mật Thì con người trở nên hoàn hảo cho nhau Nhưng sau một thời gian chung sống với nhau Thì người ta bắt đầu có những xích mích Ít nhất trong văn hóa Việt Nam Và cho đến bây giờ thế kỷ 21 Tôi muốn nói đến vai trò của vợ chồng ở trong văn hóa Việt Nam ngay cả tại nước Mỹ. Người ta nói người đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Điều này cũng không có gì sai, nhưng với nhiều chị em, việc lấy chồng nó trở thành một canh bạc. Bởi vì may mắn gặp được những người chồng mà chúng ta cho là quá hạnh phúc, quá tuyệt vời, nhưng không may gặp phải những thành phần mà rồi làm cho chúng ta không những chỉ đau khổ Mà đôi khi còn nhục nhã nữa là khác Đơn giản người ta muốn nói Hạnh phúc ở trong gia đình Tùy thuộc rất nhiều Vào đời sống vợ chồng Mà trong đó cho đến bây giờ Trong thế kỷ 21 này Trong văn hóa Việt Nam Tôi nói đến vai trò của người chồng Vô cùng quan trọng Mà hạnh phúc của gia đình Lệ thuộc vào người chồng khá nhiều bởi vì một người chồng có đủ bản lĩnh để làm trụ cột cho gia đình một người chồng hiểu vợ thương con biết trên nhường dưới thì hoàn cảnh gia đình không phải chỉ hạnh phúc mà còn cảm thấy tự hào và vinh dự đối với những người chung quanh nhưng nếu chúng những người chồng mà chúng ta tạm gọi là thành phần ăn bám hay những người chỉ có biết lo cho bản thân mình mà không bao giờ nghĩ đến người khác thì đúng là một canh bạc Đối với biết bao nhiêu phụ nữ Khi họ đi lấy chồng Việt Nam có rất nhiều những hình ảnh Những câu thơ, những câu văn Để nói đến cái mà chúng ta gọi là canh bạc này Gái thì có 12 bến nước Biết bến nào trong, biết bến nào đục Tất cả những cái này nói lên cái gì? Nói lên rằng việc lập gia đình Việc sống ở trong gia đình Để có được một gia đình hạnh phúc Hay ngày mai tôi sẽ nói đến một gia đình thánh thiện Đòi hỏi phải có sự cố gắng của cả hai Chứ không phải chỉ là một sản phẩm ở đó Nhớ may Nhớ may Mình lấy phải một người chồng không ra gì Thì đúng là suốt cuộc đời của mình Quá sức là xui xẻo Nhưng trong thế kỷ 21 này Chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ là những người phụ nữ đi lấy chồng như một canh bạc Là những người đàn bà lấy chồng Lấy phải những người mà chúng ta gọi là không được may Mà trong thế kỷ 21 này Chúng ta cũng phải lật lại để đặt câu hỏi với người chồng Tại sao anh lại trở thành một nguyên nhân đau khổ cho cả gia đình Tại sao anh không biết tự sửa đổi lấy chính mình Tại sao anh không trở thành một người chồng tốt Một người cha giỏi Yêu thương, quý con quý cái lo cho con cái như những người khác. Tại sao anh lại trở thành một thảm họa cho gia đình? Tất cả những điều này chúng ta có quyền. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi. Và trong một buổi bản thăm dò gần đây ở bên Trung Quốc, nhưng mà tôi tin chắc tình trạng Việt Nam cũng như vậy thôi. Ở bên Trung Quốc khi người ta thăm dò một số các bạn trẻ ở trong ba tiêu chuẩn để lập gia đình thì việc đầu tiên là đại gia giàu có. Việc thứ hai là người đó phải có địa vị. Và việc thứ ba là đẹp trai. Có gì mới không? Chắc có lẽ là không. Nhưng cái mới và cái lạ là bởi vì tất cả những yêu cầu này nó thay đổi theo thời gian và thay đổi theo hoàn cảnh hiểu biết văn minh kiến thức của con người. Cũng với những câu hỏi này, khi người ta đưa qua bên Âu Châu để hỏi dưới trẻ ở bên Âu Châu cũng cỡ tuổi sau 25 tới 30 bây giờ các em lập gia đình trẻ hơn một chút. Thì cũng với những câu hỏi này, khi người ta hỏi các em ở bên Âu Châu và Mỹ Châu, đâu là ba tiêu chuẩn mà các em gái muốn lập gia đình thì việc đầu tiên các em chọn là thông minh Thứ hai là một người con trai tế nhị cảm thông Và thứ ba là người đàn ông biết quan tâm Tới người khác và với vợ mình Cũng với trẻ Nhưng với trẻ ở Âu Châu Hình như cái nhìn của các em Nó khác nhiều Nó không ham địa vị Nó không ham đại gia Nó không ham đẹp trai Mà muốn, muốn tìm một người trước hết là thông minh thứ hai là phải biết tế nhị và thứ ba là biết quan tâm. Ngay cả những câu hỏi ở trong một buổi thăm dò, chỉ cần thay đổi địa lý, thay đổi văn hóa của con người và kiến thức của con người thì chúng ta cũng thấy được câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Rồi với tuổi tác nó cũng làm cho câu trả lời thay đổi. Ở những người 40 năm mươi khi người ta hỏi Đâu là ba điều Mà mình tự hào về gia đình Về người chồng Thì tuổi 40 năm mới nói Thứ nhất là người chồng đó phải chung thủy Thứ hai là người đó biết cảm thông Và thứ ba là hiền lành Cũng câu hỏi đó 20 năm trước hỏi họ Thì họ muốn thứ nhất là phải giàu có Thứ nhì phải có địa vị Và thứ ba là đẹp trai nhưng đến bốn năm mươi tuổi thì họ yêu cầu đầu tiên là phải chung thủy rồi phải cảm thông và hiền lành đây là những tiêu chuẩn mà người ta cho là một người chồng lý tưởng làm cho gia đình được hạnh phúc rồi cũng với câu hỏi đó người ta hỏi những người từ sáu mươi tuổi trở lên thì câu trả lời cũng có ba cũng có ba câu trả lời nhưng câu trả lời của họ đâu là một người chồng lý tưởng mà bạn cho rằng bạn thích nhất, bạn yêu quý nhất, bạn ước ao có nhất thì câu trả lời của họ là người chồng đó phải có đức tin. Thứ hai là phải có đức tin và thứ ba là phải có đức tin. Đến một tuổi nào đó, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề đức tin nó trở nên quá quan trọng và chính đức tin trở thành một chìa khóa để giải đáp tất cả những thắc mắc và khúc mắc cũng như thay đổi đem lại bình an cho gia đình. Chỉ có đức tin mới trở thành chìa khóa để có thay đổi được, thay đổi được con người. Và đó cũng là lý do tại sao mà những người sau 60 tuổi khi họ đã khôn ngoan đủ, họ trải kinh nghiệm đời đủ để biết rằng với tuổi này một người chồng lý tưởng là một người chồng thật sự biết tôn kính yêu mến Thiên Chúa và nếu có một đức tin sâu xa thì dùng lời kinh thánh để mà nói. Không việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Tôi đưa qua hình ảnh như vậy để tôi muốn nói đến một cặp đôi hoàn hảo mà tự bản chất chúng ta muốn nói hôm nay Thánh Giuse và mẹ Maria chúng ta không biết nhiều về Thánh Yusa. Ở trong một cuốn gọi là Tin mừng mà bởi vì nó không phải là tin mừng chính thức cho nên gọi là ngụy tin mừng đó, tức là một cái khác đó, giống như mình gọi là ngụy biện, ngụy trang ha, những cái mà nó không mà chính thức, những cái giả đó. Thì ở trong Tin mừng của Jacobe kể, Tin mừng này viết khoảng chừng năm 130. Thì ở trong đó kể rất nhiều, bắt đầu tin mừng kể chuyện là ông Yoan Kim và bà Anna là những người đã lớn tuổi mà không có con Cho nên đến để xin Thiên Chúa cho được một muỗng con Rồi hai ông bà có được một muỗng con đặt tên là Maria Và khi Maria chỉ có mới ba tuổi Thì hai ông bà đã đưa cô bé Maria vào trong đền thờ Cho đến năm 12 tuổi Và vì thế chúng ta có lễ gọi là lễ Đức Mẹ Dân Mình đó. Rồi cũng trong ngụy tên mừng của Jacob B. kể Đến tuổi dậy thì Tức là tuổi từ 12 đó 12, 13 Thì Thượng tế Zacharia Mà chúng ta nghe quen quen phải không Thượng tế Zakaria Là chồng của bà Elizabeth Và cũng là cha của ông Joan Tẩy Giả Thì chính Thượng tế Zacharia là người đang coi sóc đền thờ và ông ta cũng cố gắng tìm cho Maria một người chồng và tìm những người tốt ở trong vùng. Những người tốt ở trong vùng đó, một trong những người đó là Giuse. Và trong câu chuyện của Jacob kể lại là khi những người đó đến để cầu nguyện thì Giuse có một chiếc gậy rồi đang khi cầu nguyện thì một con bồ câu nó bay ra đậu ngay trên chiếc gậy Rồi một câu chuyện khác kể là bay lên đậu ở trên đầu của Yusa hả? Đó như là một dấu hiệu rõ ràng nói rằng Thiên Chúa chọn người này trở thành người chồng của bà Maria Mà Maria thì ngay từ nhỏ cũng đã tự hiến mình dâng mình cho Thiên Chúa sống đồng trên Nhưng bởi vì theo luật của người Do Thái bây giờ Cho nên việc lập gia đình trở thành một điều hết sức quan trọng Bởi vì không có tội gì nặng cho bằng không có con hả không có con giống như kiểu việt nam của chúng ta gọi là nối giỏi tông đường đó nhưng mà bên người do thái thì tin tin còn nhiều hơn nữa con là phúc lộc trời cho là một phần thưởng chúa ban ở đây thì tôi cũng không có nói nhiều mà tôi chỉ làm một cái phút nốt nhỏ thôi chúng ta phải hiểu rằng ở trong văn hóa của người do thái họ không tin có đời sau họ không tin có thiên đàng hỏa ngục như bây giờ chúng ta tin trong Kitô giáo và đó là lý do tại sao những người Sadducees đến để hỏi Đức Giêsu làm một bà mà tới sáu bảy ông thì sau này khi sống lại ai sẽ là chồng của bà là vậy nhưng đó là tư tưởng của người Do Thái ở cựu ước và ở những thế kỷ trước thời kỳ của Chúa Giêsu đến thời kỳ của Chúa Giêsu thì người Do Thái đã thay đổi rất nhiều Nhất là sau thời kỳ khoảng 170 năm trước công nguyên Thời kỳ của anh em dòng họ Maccabees Đứng lên để chống lại người La Mã và người Hy Lạp giành lại độc lập cho người Do Thái Thì tư tưởng tin vào sự sống đời sau Và từ từ rồi người ta tin cả sự sống lại Bắt đầu khoảng 200 năm trước thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra vì thế chuyện mà tôi nói đây là thời kỳ mẹ Maria tức là khoảng thời kỳ Chúa Giêsu đó thì người Do Thái cũng đã bắt đầu tin vào sự sống đời sau cho nên một số đã quyết định họ sống đồng trinh họ sống mà không cần con cái bởi vì đây là một hình thức họ hiến mình cho Thiên Chúa khác với tư tưởng mà cách đó năm sáu bảy trăm năm thì việc con cái là một phần thưởng Thiên Chúa ban bởi vì họ không tin có đời sau Cho nên nếu Thiên Chúa phạt Thì phạt ngay đời này Mù mắt què tay cục chân Mà nếu Thiên Chúa thưởng Thì thưởng ngay đời này Giàu có chồng đẹp vợ đẹp con khôn ha? Tất cả những tư tưởng đó Nhưng đến thời kỳ này Thời kỳ quảng trừng uh, Thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra Tức là 200 Tôi nói là khoảng 200 năm Trước công nguyên Thì tư tưởng này đã bắt đầu phát triển thì thời kỳ này một số muốn sống độc thân và mẹ maria là một trong những người đó rồi với sự can thiệp của thầy thượng tế cho rằng yuse được như là một dấu chỉ chọn để làm người chồng của maria nhưng rồi yuse cũng không chịu trong tin mừng của jacob kể lại ông cho rằng mình lớn tuổi không xứng đáng hả rồi bắn đi một thời gian lại một dấu hiệu khác cũng trong uh, tin mừng của jacob kể được sự can thiệp của thượng tế zakaria và cuối cùng chấp nhận lời mời gọi của zakaria jose đã thành hôn với mẹ maria và sau khi đã chấp nhận như vậy thì jose bỏ đi đi một nơi khác để xây một ngôi nhà chuẩn bị tương lai cho gia đình trong khi Giuse đang đi xây nhà cho gia đình của mình, gia đình tương lai, thì ở nhà Maria có thai và đó là câu chuyện được kể lại trong phúc âm của Luca. Trong phúc âm của Luca kể thiên thần đến một thành ở Nazareth đến với một người đã thành hôn với ông Giuse và báo cho Maria biết là bà đang có thai, bà sẽ có thai thụ thai bởi Chúa tinh thần trong ngụy tin mừng của Jacob kể là khi thánh Giuse đi để xây ngôi nhà cho mình bẵng đi vài tháng thì khi trở về nghe là vợ mình đã có thai và vì thế ông định tâm để mà lìa bỏ bà và cũng trong câu chuyện của Jacob thì thiên thần không hiện ra ở trong nhà mà thiên thần hiện ra trên đường Maria đi lấy nước ở thành Nazareth rồi vì ông nghi ngờ cho nên trong giấc mơ mà tôi mới vừa đọc đoạn tin mừng của thánh Matthew, thiên thần hiện ra và bảo cho giu biết đừng ngại nhận Maria làm vợ, bởi vì người con mà sinh ra là con của đấng thánh và sau khi tỉnh giấc thì giu đã làm theo lời của thiên thần. ở đây tôi muốn nói đến có ba yếu tố chính khi chúng ta nói đến một cặp đôi hoàn hảo, một cặp đôi thánh thiện, một cặp đôi sống đem lại hạnh phúc. Căn cứ tra phúc âm có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đức tin. Yếu tố thứ hai là tình yêu thật sự, tình yêu giữa người chồng đối với người vợ. Mà tình yêu ở đây tôi muốn nói đến tình yêu theo gương Đức Giêsu Kitô, tình yêu biết hy sinh, tình yêu chết cho người khác. Và điểm thứ ba là biết tha thứ cho nhau Chính ba yếu tố này là những điều được lặp đi lặp lại Ở trong sách châm ngôn, trong sách khôn ngoan Cũng như trong lời dạy của cựu ước cũng như của tân ước Để tạo nên một gia đình hạnh phúc Bắt đầu với sách sáng thế ở chương 1 Thiên Chúa tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa Rồi Thiên Chúa ban phúc cho họ Nói với họ hãy làm chủ mặt đất Hãy sinh sản cho đầy mặt đất Nhưng để được như vậy Thì trong sách sáng thế chương 2 Thiên Chúa sau khi dựng nên ông A-Dông Bà Eva nói làm sao Bởi thế Để có được một gia đình như vậy Để sinh sản cho đầy mặt đất Để trở thành những nhân tố Làm chủ mặt đất Để được như vậy Thì Thiên Chúa nói bởi thế Người đàn ông phải từ bỏ cha mẹ mình để về với người đàn bà. Và người đàn bà cũng phải từ bỏ cha mẹ mình để về với người đàn ông. Và cả hai trở nên một xương một thịt. Đây là một từ ngữ vô cùng thâm thúy. Cả hai trở nên một xương một thịt. Ở trong sách Châm ngôn chương 31 câu 10 viết Tìm đâu ra một người vợ đảm đang Nàng quý giá vượt xa châu Ngọc Tìm được một người vợ đảm đang Nàng quý giá vượt xa châu Ngọc Ở trong thư gửi cho tín Hữu Cô Lô Xê, chương 3 câu 14 Thanh Phao Lô viết Trên hết mọi sự Anh em phải có đức yêu thương Tình yêu đó bởi vì đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện Khi chúng ta đã có tình yêu rồi Thì nó ràng buộc tất cả những cái khác Và đem lại một sự hoàn hảo Cũng vậy ở trong thư thứ nhất của Cô Tô chương 13 Thánh Phao Lô viết Đức mến tức là tình yêu đó ha Tình yêu thì nhẫn nhục hiền hậu Không ghen tương Không vênh vang Không tự đắc không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Yếu tố của kinh thánh rất khác với yếu tố của con người. Yếu tố của con người nói thế nào là một người chồng lý tưởng, thế nào là một gia đình hoàn hảo. Ồ, giàu có nè, đẹp trai nè, địa vị nè. Rồi từ từ bắt đầu thay đổi. Đến khi mà mình thấy nó đẹp trai, địa vị giàu có, mà nó đi lung tung, thì tới 40 tuổi bắt đầu nghĩ tới, à, làm sao phải có sự chung thủy nè, rồi phải biết càng quan tâm đến mình nè. Bắt đầu thay đổi từ từ. Nhưng nhưng sự khôn ngoan ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Những yếu tố căn bản không bao giờ thay đổi đó là Đức tin Phải có đức tin vào Thiên Chúa Bởi vì nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa Thì tất cả những việc mình làm Không phải chỉ mình làm giữa mình với người phối ngẫu Mà giữa mình với đấng đã tạo nên mình Và đã kết hợp mình đối với người phối ngẫu của mình Ngoài đức tin phải có tình yêu thật sự Mà như tôi mới vừa nói tình yêu nó tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả, tha thứ tất cả và đương nhiên điểm cuối cùng tha thứ. Chỉ có như vậy mới có một một gia đình hoàn hảo. Như tôi nói trong bài yếu chỗ, chúng ta hãy nhìn vào thánh Giuse và mẹ Maria. Trong phúc âm của ma viết làm sao? Ông Giuse là người công chính rất ngắn gọn tính từ công chính ở trong văn hóa của người Do Thái và ở trong tư tưởng thần học của người Do Thái tương đương với từ mà chúng ta dùng ngày nay ở trong công giáo Kitô giáo của chúng ta thánh từ công chính nói lên được một con người gần như hoàn hảo thanh thiện tốt lành mà ở trong phúc âm của Matthew nói Giuse là một người công chính và sở dĩ Ông công chính là bởi vì ông đầy đức tin Và vì đầy đức tin Cho nên luôn luôn làm theo ý của Thiên Chúa Trong giấc mơ Thiên Thần đến nói với ông Đừng ngại nhận Maria làm vợ Và khi tỉnh giấc mơ Ông đã làm theo ý đó Một con người sống với đức tin Rồi khi nghe Thiên Thần đến Đã báo mộng cho ông biết Herode đang tìm cách để giết con trẻ, hãy vội mau đưa mẹ và con trẻ qua Ai Cập để trốn, ông cũng làm theo. Tôi muốn nói đến yếu tố đầu tiên mà tôi nói với anh chị em hôm nay, ở trong cặp đôi hoàn hảo đó là yếu tố đức tin mà Thánh Giu-sa là một người tràn đầy đức tin. Làm theo ý của Thiên Chúa. Mẹ Maria thì sao? Ồ, quá dễ. Thiên thần đến nói với mẹ Maria, Chào bà, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Hơ. Có ai được có một lời chào đầy ơn phúc? Đầy ơn phúc bởi vì bà là một con người của Đức Tin. Ở trong Giáo lý Công giáo số 1996 viết, Ân sủng là một hồng ân, Một sự trợ giúp, Ân sủng là một hồng ân Một sự trội trợ giúp nhân không Mà Thiên Chúa ban cho chúng ta Để chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Ngài Trở thành con cái Thiên Chúa làm nghĩa tử Tham dự vào bản tính Thiên Chúa Và vào sự sống muôn đời Giáo lý công giáo số 1997 viết Ân sủng là sự tham dự vào sự sống Thiên Chúa Đưa chúng ta vào sự thân mật của sự sống Chúa Ba Ngôi Mẹ Maria được thiên thần đến Bà đầy ân sủng Bà đầy đức tin Bà trở thành một người con của Thiên Chúa Và nhờ đức tin Biến bà đưa bà trở thành Một Trở thành đi vào trong sự thân mật Của sự sống Chúa Ba Ngồi Tôi muốn kết hợp với lời của giáo lý hôm nay Ở đây tôi muốn nói đến Cả hai người Cả Yuse và Maria Bắt đầu với yếu tố đức tin và chính vì thế họ là một cặp đôi hoàn hảo. Tại sao đức tin nó quan trọng như vậy? Ít nhất tôi đưa ra 5 điều mà 5 điều này áp dụng với chúng ta ngày nay nhiều hơn và đương nhiên cũng áp dụng với cả Giuse và Maria. Thứ nhất, đức tin giúp cho chúng ta tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Không có đức tin, chúng ta không biết mình sống đây để làm gì. Mình hơn con vật ở chỗ mình biết thời gian, mình biết quá khứ và mình có tương lai. Con vật nó không có cái sense of time, không có thời gian. Và vì thế nó sống theo bản năng, đói thì ăn, khát thì uống. Con người chúng ta khác con vật ở chỗ mình có thời gian và nếu mình có thời gian vậy thì có bao giờ mình hỏi mục đích của tôi ở đây để làm gì sống để làm gì chết rồi đi đâu chỉ có đức tin mới có thể giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống bằng không chúng ta vẫn sống vẫn tồn tại nhưng cuộc sống của chúng ta hoàn toàn không có ý nghĩa để rồi một mai chúng ta cũng bị bay đi biến đi như những hạt cát hạt bụi như những bông hoa sáng nở tối tàn. Trong thánh kinh chỉ cho chúng ta biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, ý nghĩa của cuộc đời chúng ta hiện tại là gì? Là chúng ta biết được Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa. Mục đích và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta không gì hơn là tìm biết Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa. Và đương nhiên nếu chúng ta tìm biết và yêu mến Thì chắc chắn chúng ta tin Rồi đây chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài Nhưng tôi muốn nói trước hết ý nghĩa của cuộc sống cái đã Khác với con vật Chúng ta không thể nào sống mà không có ý nghĩa Chúng ta không thể nào chỉ sống Mà ngày ba bữa cứ vỗ bụng rau bình bịch Đêm năm canh ăn giấc ngáy pho pho Người quân tử thì ăn chẳng cầu no Nhưng người quân tử phải hiểu chúng ta sống để làm gì Trong câu chuyện của Franco Ông kể khi ông còn ở trong trại của Đức Quốc xã Người Đức không để cho những người Do Thái ở không bởi vì ở không thì họ sẽ sinh ra những tư tưởng có thể là bạo loạn có thể là những tư tưởng mà chúng ta gọi là uh, uh, negative uh, tiêu cực cho nên ở trong các trại tập trung họ luôn luôn bắt người do thái phải làm phải làm từ sáng tới chiều Làm cho đến khi nào anh cật lực Anh mệt rồi Anh về anh chỉ có ăn lăn ra ngủ Rồi ngày mai anh lại đi làm Và khi anh chỉ có biết ăn làm ngủ Ăn làm ngủ anh mệt Tới độ anh không còn thời gian để suy nghĩ Một ngày kia Ở trong trại tập trung của Đức Quốc xã đó Lúc đấy cũng là đầu năm 1945 Và đồng minh cũng như Nga Xô Bắt đầu tiến về nước Đức Đồng minh cũng bắt đầu tiến về cả hai cái mũi dùi chĩa vào để một hình thức giải phóng và chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai như chúng ta biết. Cho nên một vài chiếc máy bay của đồng minh bay và nó thả bom vào ở trong khu tập trung của người Đức. Những nhà máy sản xuất vũ khí bị hư hoại và vì nó bị hư hại cho nên những người Do Thái không còn đi làm được nữa. Lúc đó những người ở trong trại tập trung họ bắt đầu ra những công việc khác để những người do thái phải làm sáng mở mắt ra đi làm họ bắt những người này đào những cái cây ở phía đầu của cái trại tập trung đem ra ở cuối trại tập trung trồng ở đó đào được hai ba ngày hết cả trăm cây rồi sau khi hết cây họ lại ra lệnh đem những cây đó trồng ngược trở lại bởi vì họ cho rằng quyết định ngay từ đầu là quyết định sai rồi toàn bộ bao nhiêu ngàn người họ cũng phải đào lên đem ngược trở lại, và lại từ chỗ nguyên thủy của nó. Sau khi họ đã trồng xong thì lại một lệnh nữa là phải đào lên và đem ngược trở lại bởi vì chỗ đó không phải là cái chỗ để trồng cây, phải trồng cuối bên này. Rồi những người do thái họ cũng vẫn phải làm. Rồi sau khi trồng xong, lệnh là lại đào lên đem ngược trở lại về chỗ khác. Lúc này là lúc mà một số những con người Một số những người có trí thức Có suy nghĩ Họ bắt đầu nối loạn Bởi vì cuộc đời của họ sống trong trại tập trung Cực khổ quá nhiều Họ chịu đựng Họ làm biết bao nhiêu công việc Bởi vì họ biết họ đang ở trong màn tù Cho nên họ không có lời Họ không có cách thức nào để chống đối Nhưng ít nhất có một điều Mà họ phải chịu đựng và ráng làm ráng sống bởi vì mặc dù họ sản xuất vũ khí họ trồng cây họ làm tất cả những việc không phải cho họ nhưng ít nhất công việc của họ nó còn có ý nghĩa đến lúc này công việc mà những người đức sai họ làm nó trở thành vô nghĩa trồng cây bên này đào lên rồi trồng bên kia đào lại rồi trồng bên này đào lên đào lại nói chung đối với họ không phải là công việc nhưng bởi vì một việc làm không có ý nghĩa Làm cho họ không thể chịu được Và đó là lý do tại sao họ nổi loạn Và đương nhiên trong tài tập trung Khi anh nổi loạn Anh bị bắn chết Franco kể lại Có rất nhiều người thà chết Còn hơn làm một việc không có ý nghĩa Trường hợp nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh của họ có thể chúng ta cũng sẽ làm như vậy bởi vì đời chúng ta khổ nhiều nhưng nhiều khi cái khổ của mình chúng ta biết có những việc nó còn có ý nghĩa đức tin giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà nếu chúng ta sống không có ý nghĩa thì đó là lý do tại sao quá nhiều người quá nhiều bạn trẻ tìm đến cái chết một cách dễ dàng bởi vì đối với những người thật sự trí thức Đối với những người mà tôi gọi là con người, họ có thời gian, họ biết quá khứ, họ biết hiện tại và họ có tương lai. Thì họ không thể nào sống chấp nhận để làm thân một con vật, để sống một cuộc sống không có ý nghĩa. Vì thế yếu tố đầu tiên mà đức tin đưa lại là đưa lại ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta sống ở đây có ý nghĩa của nó, có mục đích của nó. Thứ hai là đức tin làm cho chúng ta vững mạnh Khi chúng ta gặp những khó khăn, thử thách, căng thẳng Mà đây là điều chúng ta biết, biết rất rõ Hãy tưởng tượng Yusa khi trở về Nghe tin người bạn mà mình hết sức yêu thương Và là một người gọi là công chính thắng thiện Đang mang thai Mà mình hoàn toàn không biết Đây là một khủng hoảng ở trong gia đình Nhưng Điều gì đã làm cho ông trở nên hết sức bình tĩnh Thưa Đức Tin Đức Tin giúp cho chúng ta vững mạnh Khi chúng ta gặp khó khăn Khi những căng thẳng đến với gia đình Nó làm cho chúng ta giảm bớt lo lắng Giảm bớt sợ hãi Hôm nay lễ các thánh tư vị đạo Việt Nam Chúng ta chứng kiến và nghe biết bao nhiêu câu chuyện của các ngài Khi các ngài bị điệu ra pháp trường để chuẩn bị chịu chết Ai không sợ chết Đương nhiên các ngài sợ Bởi vì thân phận con người Còn có gia đình, còn có vợ, con, cha, mẹ, anh, chị em Nhưng đức tin đã làm cho các ngài can đảm Chứ không phải là các ngài không sợ Cái sợ nó không đã bằng Với giá mà các ngài đang kiếm được Đang, đang earn, đang lấy được Đó là triều thiên mà thiên chúa ban cho các ngài. Nói cách khác, chính đức tin làm cho các ngài bất sợ và chính đức tin đã làm cho các ngài hiểu rằng, mặc dầu sợ sệt trước cái chết, nhưng đức tin quý giá hơn và phân thưởng sau cái chết nó lại càng lớn hơn. Tôi không nhớ bây giờ thì đức cha hòa ngài mất rồi cách đây khoảng tôi nghĩ chắc cũng 20 năm rồi đó, chắc hơn cỡ đó khoảng 20 năm lúc đó ngài hình như là chủ tịch chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam thì tôi không nhớ là khoảng năm nào nhưng uh, Đức Cha Hòa đi qua bên Baltimore thì lúc đó tôi đang dạy ở trong uh, trường uh, uh, Saint University ở Baltimore thì ngài muốn gặp uh, Đức Hồng Y cũng ở Baltimore Thì tôi mời Ngài ở lại phòng tôi Rồi tôi sắp xếp để cho hai đứa Hồng Y nói chuyện với nhau Thì cuộc họp là một giờ Một giờ một rưỡi gì đấy Xong rồi Đức Hồng Y lại có việc bận Cho nên delay khoảng nửa tiếng Thì Ngài ở lại bên phòng tôi Thì nói chuyện thôi Thì Ngài kể với tôi một chuyện như thế này Cái thời kỳ mà HIV và SIDA đó, Bệnh AIDS đó, Nó bắt đầu gọi là lan tràn ở Việt Nam Cách đây khoảng 25-30 năm thì con người hiểu biết kiến thức về bệnh tật cũng không có nhiều, cho nên người ta rất là sợ, họ sợ như là mình đụng vào người đó là mình bị lây bệnh cũng giống như, như covid bây giờ vậy đó hả, họ sợ đụng vào người đó là bệnh, rồi họ sợ không ai dám tiếp xúc với những người này và cũng bởi vì thiếu kiến thức, cho nên một phần nữa những người này không ai lo cho họ thì họ đói mà khi đói khi nhất là những người nghiện nữa thì họ không sống được ở trong những nơi mà đã bị tập trung và không ai lo cho họ không bác sĩ không y tá cho nên họ tràn ra ngoài thành phố và ngài nói cả một cái thành phố rất lớn chẳng hạn như Sài Gòn lúc đó thì ngài được được, được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục của tổng giáo phận Sài Gòn nhưng mà cộng sản nó không cho về đó cho nên ngài cũng phải cứ ở Phan Thiết chạy vô chạy ra ở Đúng rồi ở Nha Trang chứ hả Nha Trang đi vào đi ra mấy lần Thì Ngài kể Bởi vì không ai lo Ai cũng sợ Anh chị em cứ tưởng tượng đi nếu trường hợp anh chị em không tin vào đời sau Chỉ có đời này thôi Và không có đức tin Mà bây giờ tôi trả cho anh chị em Cỡ chừng cả một triệu đô la Để đến lo một bệnh nhân Mà mình nghĩ đụng vào là mình chết Anh chị em có làm không? Nhiều khi mình sợ mình không làm Và đó là lý do tại sao Những người bị bệnh SIDA những người HIV không ai lo cho nên cuối cùng họ phải tràn ra khỏi những cái trạm xá đó và ngài kể chính quyền đã đến nói chuyện với ngài bởi vì ngài là chủ tịch của hội đồng giám mục việt nam xin ngài nâng nỉ ngài và nói rằng tôi biết rằng đến lúc này chỉ có các anh là những người có thể giúp chúng tôi kêu những người này về ở lại trong những cái khu mà họ đã quy định để những người này đừng có đi lang thang và Ngài nói cả một cái thành phố như Sài Gòn Chỉ cần một hai ba đứa Không biết nó làm thật hay giả Nó cầm cái kim nó đi Mà nó nói bây giờ nó có bệnh Nó chỉ cần cầm tới nó đưa Mày đưa tiền không tao đụng mày là mày bị, bị sida Ai cũng sợ Mà cả một thành phố chỉ cần năm ba chuyện xảy ra Nó nó làm náo loạn sự bình an của các thằng triệu người Cho nên chính quyền lo Và cuối cùng họ đến với ai Đương nhiên họ không thể nào tìm ra một đảng viên, đảng Cộng sản có thể hy sinh vào đó để mà ở ăn ở với những người bệnh tật này giống như cha uh, thánh, thánh gì ở bên, uh, bên Hawaii ở chung với lại Malakai đó, đảng Malakai đó ở chung với người Cùi đó. Cuối cùng tìm đến với tôn giáo và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xin một số các sơ, các cha và họ đã trở lại để săn sóc những người này, rồi những người này khi nghe được như vậy họ trở về và đương nhiên những sơ những cha hy sinh săn sóc cho những bệnh nhân đó, chuyện này không có gì mới, bởi vì nếu chúng ta đọc tình trạng của những người cùi ở bên Hawaii hả và của cha thánh tự nhiên tôi quên mất tên của ngài rồi cha thánh cha thánh thánh cùi đó Hả? Damien, Damien, hả? Cha thánh Damien, ngài cũng đến với người cùi và đương nhiên cuối cùng ngài bị lây cùi. Nhưng mà tôi nói động lực nào đã đưa những người này đến để chăm sóc không phải bởi vì tiền. Anh có bỏ bao nhiêu tiền những người khác chưa chắc đã làm nhưng họ làm bởi vì tình thương, bởi vì đức tin, bởi vì họ tin rằng như mẹ mẹ Teresa nói trong hình ảnh của những người này người ta nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu và với tình thương thì chính những người bệnh tật khi họ đối diện với các sơ họ cũng không bao giờ muốn hại vì thế họ luôn luôn bảo với các sơ phải cẩn thận chúng con là những người có bệnh bởi vì họ biết rằng đây là những người đến với họ với lòng yêu thương tôi nói vậy để thấy trong căng thẳng thì chính đức tin làm cho chúng ta trở nên bớt lo lắng và cũng chính đức tin làm cho chúng ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Rồi điểm thứ ba, đức tin luôn cho chúng ta được hy vọng, hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tin rằng ngay cả khi chết thì Đức Giêsu cũng còn sống lại. Vậy thì không hề chúng ta không thể nào mà mất hết hy vọng được. Cứ tiếp tục cầu nguyện và tin chắc thiên chúa không bỏ rơi chúng ta điểm thứ tư đức tin là động lực để cho chúng ta tha thứ bởi vì khi vợ chồng có những xích mích với nhau tại sao mà ly dị xảy ra quá nhiều và quá bình thường ở trên đất nước này đơn giản bởi vì họ không chịu đựng nhau được mà muốn chịu đựng thì chúng ta phải có đức tin bởi vì không có đức tin Thì chúng ta không thể xem đó là một hành động của bác ái, của hy sinh Tha thứ, tự nó là một lựa chọn Cho nên nếu chúng ta muốn lựa chọn Thì phải có một động lực để cho mình lựa chọn Phải có một nguyên nhân để cho mình lựa chọn Và mình lựa chọn chỉ bởi vì Thư của Thánh Phaolô ở Ephesos Anh chị em hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh chị em, à. và đó là lý do tại ta tại, tại sao chúng ta tha thứ cho người phối ngẫu của mình. Bằng không thì chúng ta trả thù, mà nếu chúng ta không trả thù thì ít nhất chúng ta đòi hỏi cho được công bằng. Anh ta làm gì tôi tôi phải làm lại điều đó. Đòi hỏi công bằng trả thù Là chúng ta làm theo bản năng Tha thứ Nó thể hiện được bản lĩnh của con người Nếu nói theo luật của môi xê Mắc đền mắc răng đền răng Thì nếu chúng ta cứ thù nhau như vậy Chắc chắn thế giới này một nửa thì chột mắt Còn một nửa thì thế giới thì mất răng hả Điểm thứ năm Chính đức tin đem lại niềm vui trong cuộc sống Chính đức tin đem lại cho chúng ta niềm vui Một niềm vui khó thả Một niềm vui của những con người thật sự Gọi là chúng ta được hưởng Một cái gì nó vượt lên trên Sự hiểu biết của những người khác Tôi nói ví dụ tự do Tình yêu Niềm vui của tự do Niềm vui của tình yêu Nó đến khi hai anh chị em trẻ gặp nhau Niềm vui của tự do khi chúng ta đặt chân lên đất nước Những ai mà đi vượt biên thì biết hả tôi Thì cảm nghiệm 28 ngày trên biển. Khi bắt đầu thấy được Hồng Kông, thấy được đèn sáng của Hồng Kông, chưa biết thiên đàng là gì, tôi cứ nghĩ nó như thiên đàng vậy nó sáng quá mà. Mà từ khi thấy đèn cho đến khi chạy tới nó cũng gần một ngày tại tàu nó hư rồi. Cảm giác khi chúng ta thấy mình như bay bổng được bởi vì mình biết bây giờ mình được tự do. Một trong những giây phút mà tôi nghĩ tôi có thể bay được đó là tôi nhớ khi tôi được thả ra khỏi nhà tù ở Hòa Sơn ở đây những ai ở Đà Nẵng thì biết tôi ở nhà tù ở Hòa Sơn ừ, ở dưới kho đạn rồi nó chuyển lên trên đấy trước khi mà đi lên trên làm làm đi lên trên núi đó trên An Điểm thì tôi về ở Hòa Sơn tôi chỉ nhớ cái ngày mà khi nó thả ra đó khi mà nó cho đi về rồi đó thì thật sự ở bên Việt Nam chúng ta biết rồi tù Việt Nam đâu có án đâu cho nên mình đâu có biết ngày nào ra tòa rồi ngày nào ở tù khi nào nó cho về về cho nên khi mà nó cho Nó kêu tên tôi đi về rồi tôi nhớ hả Từ ở trong đó mà tôi đi ra Chắc cũng bằng đây ra tới cổng ngoài cổng nhà, nhà thờ đó Mà đi thì mình cứ đi nhẹ nhẹ Tại vì nhiều khi mình đi mà nó gọi lại Thì cũng phải làm mà trở lại thôi Mà đi cũng không dám đi nhanh Chạy thì cũng không dám chạy nó bắn chết Đi cứ từ từ mà tôi chỉ nhớ thôi Khi tôi bước ra khỏi được cái cổng Bởi vì khi mình trình được cái giấy rồi Và khi tôi bước ra khỏi được cái cổng Tức là ra khỏi cái cổng cũng trại tù ở Hòa Sơn đó từ đó mà những ai ở đà nẵng sẽ biết tôi chạy từ đó ra tới hòa khánh tôi nghĩ cũng bốn cây số rồi tôi ra tới đó để tôi tìm xe đò tôi về lại dưới nhà đó tôi nghĩ là tôi bay chứ tôi không có phải chạy nữa nghĩa là tôi không biết mệt bởi vì lúc đó tôi mới thật sự biết là mình được tự do cái cảm giác khó tả lắm bởi vì tôi chạy một mặt từ đó ra tới ngoài bến xe buýt ở ngoài hòa khánh niềm vui của đức tin nó rất là đặc biệt khi ông bà của chúng ta nhất là những người mà tôi ở Hồng Kông thì tôi thấy rõ là tôi không biết những cái chỗ khác thì sao cũng y như vậy thôi. Có những tàu khi họ đến tới Hồng Kông chỉ còn có một cái tượng Đức Mẹ và vài cái chuỗi thôi. Họ không đem theo gì ngoài tượng Thánh Tâm, ngoài tượng Mẹ Maria. Bởi vì đó là những hy vọng cuối cùng và chính cái đó đem lại niềm vui và tự tin cho họ ở trong cuộc sống. Cũng vậy khi gia đình gặp biết bao nhiêu khó khăn thì chính đức tin đem lại niềm vui. Hai ông bà Maria và Jose là những người biết như vậy, cho nên tôi nói đến cặp đôi hoàn hảo là bởi vì hai người có cùng một mẫu số chung của đức tin. Và vì đức tin cho nên hai người gắn bó với nhau mà không gắn bó theo hình thức của con người, theo lối mà chúng ta gọi là tình yêu lãng mạn hoặc nhục dục mà bởi vì hai người cùng đến để thi hành thánh ý Chúa để làm theo ý của Thiên Chúa. Tôi muốn đọc một đoạn ở trong sách của Tobia mà thỉnh thoảng ở trong lễ hôn phối chúng ta vẫn nghe. Khi anh Tobia lấy vợ hả thì trong cái đêm mà lấy vợ đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta nghe. Giờ đây không phải vì lòng dục mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành xin chúa đoái thương con và em con cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già đây là một trong những thái độ không phải là họ không yêu thương nhau nhưng họ đặt tình yêu của họ dưới đức tin và họ tin rằng cả hai cùng đến để làm theo ý của thiền chúa vì thế tobia nói giờ đây không phải vì ước muốn theo lối xác thịt mà con lấy em đây làm vợ nhưng vì lòng chân thành và vì thế xin thiên chúa đoái thương cho chúng con sống bên nhau đến tuổi già gương cặp đôi hoàn hảo như tôi nói có không thưa có không có cặp nào ở đây mà không hoàn hảo cả chỉ có điều cái hoàn hảo đó nó tồn tại quá ngắn nhiều khi được một vài tháng anh nào giỏi lắm thì được một vài năm chứ không phải là không có nhưng tôi muốn nói đến một cặp mà đúng là hoàn hảo thật, ngoài cặp của Maria và Giuse Đó là cha mẹ của thánh nữ Teresa Hải đồng Yesu, ông Louis Martin và bà Maria uh, Azeli Gerien. Ông Louis và bà Maria Azeli là cha mẹ và đây là một điều đặc biệt. Đây là cặp vợ chồng đầu tiên ở trong lịch sử của Giáo hội được phong thánh vào năm 2015 cả vợ cả chồng được phong thánh rất đặc biệt bởi vì đây khi phong thánh cho cặp vợ chồng thì giáo hội cũng nói đây là gương mẫu cho mọi gia đình và giáo hội muốn nhấn mạnh đến vai trò làm chứng nhân của giáo dân Zeli tức là người đàn bà đó thì sinh năm 1858 lấy ông Louis Lúc đó 27 tuổi thì lấy ông Louis là 35 tuổi nhưng mà có cái điều hay như thế này. Ông Louis là một người đi dòng khổ tu ở bên Bỉ và cũng vì sức khỏe yếu cho nên cha bề trên cho về. Bà Zelie thì đi tu dòng nữ tử bác ái rồi cũng vì sức khỏe yếu cho nên mẹ bề trên cho về. Rồi khi hai người về trong giáo xứ thì hai người quá thánh thiện và đạo đức đọc kinh suốt ngày đi lễ lo lắng, rồi ông cha xứ giới thiệu để hai người lấy nhau họ không dám, cuối cùng thì qua lời giới thiệu của cha xứ hai người lấy nhau, nhưng sau khi lấy nhau về thì giường ai nấy ở, một thời gian thì không thấy hai người có chuyện gì gọi là xảy ra cả, rồi đi xưng tội rồi mấy người cũng có cha linh hướng cho nên ông Louis mới tâm sự với cha Linh Hướng là thưa cha bởi vì hai đứa con đã có lời khấn hứa là sống trong trắng bởi vì trước đây chúng con muốn đi tu. Cha trả lời trước đây con muốn đi tu là cái chuyện của quá khứ. Bây giờ hai đứa con đã lập gia đình Cho nên con cái là phần thưởng Chúa ban Hai đứa con phải về ăn ở với nhau để có con Bởi vì bây giờ đã thành vợ chồng rồi Nó không được như vậy nữa rồi hai vợ chồng về ăn ở với nhau Có chín người con Bốn người chết lúc còn trẻ Đương nhiên thời kỳ đó y khoa nó không có tốt hả Nhưng mà còn lại Năm người con gái Và đây là một điều đặc biệt mà chuyện Câu chuyện một tâm hồn Của chị Thánh Teresa Hài Đồng giê -xu. Rất hấp dẫn đối với người Việt Nam của chúng ta một phần Bởi vì chị nói nhiều đến Việt Nam Chị muốn đến Việt Nam mà không được Một phần nữa bởi vì tính đơn sơ của chị năm người con gái còn lại ở trong gia đình có hai người con trai bốn người chết trong đó có hai người con trai nữa năm người con gái còn lại của hai ông bà Louise và Azali đều là nữ tu chị Marie chị Pauline chị Leonine chị Celine và chị Teresa là chị quốc cuối cùng và cuộc sống của họ rất thánh thiện thánh thiện đến độ thư từ giữa hai ông bà trao cho nhau sau khi người ta lục lại hồ sơ để phong thánh cho hai ông bà người ta tìm được 287 lá thư mà bà viết cho ông và hầu như tất cả các lá thư đều nói đến vấn đề đạo đức làm thế nào để sống đúng với ý Chúa Tôi nói tôi đưa ra hình ảnh của Louise và Azali Cha mẹ của chị Thánh Teresa Hải Đồng giê Và đây là cặp vợ chồng duy nhất trong lịch sử của giáo hội được phong thánh Như là một hình thức khuyến khích Để biết rằng các gia đình chúng ta có thể làm được Chỉ có điều chúng ta chưa làm mà thôi Vậy thì các cặp đôi Kitô giáo Đâu là những điều chúng ta thường gặp ở trong các cặp đôi Kitô giáo có năm điều. Thứ nhất, phải đặt đức tin và thiên Chúa lên trên hết. Thứ hai, tha thứ và hy sinh phải là một nguyên tắc sống, bởi vì nếu không biết tha thứ và không biết hy sinh thì chắc chắn không thể nào sống với nhau lâu dài được. Thứ ba, phải luôn biết tôn trọng nhau, nhất là lúc bất hòa. Phải biết tôn trọng nhau hình ảnh của Giuse định tâm lìa bỏ bà một cách kín đáo nói lên được ông là một người tôn trọng maria và khi không hiểu hết sự việc ông không lên án ông cũng không muốn hãm hại người bạn đời của mình Điểm thứ tư ở trong các cặp đôi Kitô tô giáo mà tôi nói đây Là phải biết cố gắng sinh hoạt chung ở trong cộng đoàn Biết giúp đỡ tha nhân Sống ở trong cộng đoàn như thế này Sự cộng tác của anh chị em nếu được Thì cả vợ cả chồng Còn nếu không thì ít nhất là đồng chồng đồng vợ Một người cho phép người khác làm Việc chúng ta sinh hoạt ở trong cộng đoàn Đem lại niềm vui đặc biệt Tăng thêm niềm vui cho gia đình Và điểm cuối cùng đừng bao giờ đừng bao giờ cho rằng hôn nhân anh chị em đang có là một sai lầm con người của chúng ta có thể sai lầm nhưng thiên chúa không sai chúa không lầm khi gọi chúng ta khi tác tạo anh chị em trở thành vợ chồng và vì thế đừng bao giờ đổ lỗi cho thiên chúa hay cho rằng hôn nhân đây là một lầm lỡ Bây giờ là 8 giờ 21 Tôi nói tới đúng 8 rưỡi tôi ngưng nhé Tại hồi nãy tôi bắt đầu 7 rưỡi có đúng không Tới đó là vừa đủ rồi đúng không và tôi để cho 10 phút hỏi nữa chắc được rồi hả Vậy tôi muốn đi vào cái phần kết Ở trong gia đình công giáo của chúng ta thì sao Làm thế nào để chúng ta có được Có thể học hỏi được từ một cặp đôi hoàn hảo Như Giuse và Maria ở trong gia đình công giáo Đâu là những nét đặc biệt của một gia đình công giáo Thứ nhất Gia đình công giáo phải cầu nguyện chung Tôi biết đây là một điều khó Nhưng nếu trường hợp chúng ta không cầu nguyện chung được với con cái Thì ít nhất hai vợ chồng cầu nguyện chung với nhau Cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng Nó khác nhau một trời một vực Chúng tôi những nam nữ tu sĩ Có bổn phận phải cầu nguyện nhưng khi chúng tôi cầu nguyện riêng nó khác nhiều lắm, cầu nguyện chung nó khác nhiều lắm. Anh chị em cứ thử đi, nhất là những người làm vợ làm chồng, không cần phải cầu nguyện dài, nhưng nếu trường hợp đêm nào ngày nào sáng nào anh chị em cũng cầu nguyện chung, anh chị em sẽ thấy một kết quả tuyệt vời. Thứ hai là đi lễ và thờ phượng chung với nhau. Điều này nó dễ hơn một chút nhưng ít nhất là cố gắng đi chung với nhau. Thứ ba, phải yêu thương thì tôi sẽ nói thêm, lúc nào cũng vậy, yêu thương trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng. Thứ tư, gia đình phải luôn luôn trên cá nhân. Tất cả những quyền lợi của gia đình phải đặt trên quyền lợi của cá nhân. Đây có thể là một điều hết sức tự nhiên đối với người Á châu. Nhưng con cái của chúng ta sinh ra ở trên đất Mỹ này không những chỉ dạy mà đôi khi phải năn nỉ chúng bởi vì trên đất Mỹ này và trong văn hóa của người Âu Tây thì cá nhân trên gia đình hay là nói đúng ra cá nhân trên cả tập thể, quyền lợi của cá nhân gần như là một quyền lợi có tính cách tuyệt đối. Và là những gia đình công giáo, chúng ta có bổn phận phải làm nhân chứng nhưng điều gì làm cho chúng ta khó trở thành những gia đình công giáo? Quá nhiều thách đố Quá nhiều thách đố ở ngoài kia Thách đố đầu tiên là có nhiều người không dám công khai đức tin của mình Vì họ không dám công khai đức tin Vì môi trường sống chống lại công giáo Hay quá nhiều sự ly dị Rồi ý nghĩa của việc hy sinh đời sống tính dục tất cả những cái này nó thách thức chúng ta cho nên chính chúng ta đôi khi là những gia đình công giáo mà mình không dám đứng lên để công khai đức tin của mình rồi điểm thứ hai đôi khi chúng ta bận rộn quá bận rộn không dành thời gian cho đời sống cầu nguyện chung với nhau và điểm thứ ba là chúng ta thiếu những gương sống anh hùng trước mắt chúng ta Thiếu những gương sống đạo đức trước mắt chúng ta Để chúng ta nói theo Ở trong sách giảng viên Khi dạy cho chúng ta về đời sống của vợ chồng hạnh phúc hoàn hảo Sách giảng viên chương 9 câu 9 viết Cùng với người vợ yêu thương Bạn hãy hưởng trọn cuộc đời Hết mọi ngày trong kiếp sống phù du Đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời vì đó là phần bạn đáng được thưởng trong cuộc đời Giữa bao nhiêu công việc khó nhọc Bạn làm dưới ánh mặt trời trong những ngày của kiếp sống phù du Ở trong sách giảng viên nói với những người chồng Cùng với người bạn yêu thương Tức là người vợ đó Hãy hướng trọn cuộc sống Mà để hướng trọn cuộc sống Để vui được Để làm cho tất cả mọi sự nó dễ dàng Thì đương nhiên Chúng ta nghe lời của Thánh Phaolô Nói ở trong Ephesos Trước hết anh chị em phải có đức yêu thương Bởi vì nó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện Chủ nhật này anh chị em sẽ nghe bài đọc thư của Thánh Doan Và trong thư của Thánh Doan Ngài nói Đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi Đừng có yêu bằng đầu môi chót lưỡi Mà yêu bằng hành động Ở trong thư thứ nhất của Thánh Doan Chúng ta sẽ nghe trong ngày Chủ nhật này bài đọc thứ hai Hỡi anh em là những người con bé nhỏ chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm nói cách khác nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì chính chúng ta tình yêu làm cho cặp đôi trở nên hoàn hảo không có cặp đôi hoàn hảo nhưng nếu có những người biết yêu thương thì chính tình yêu làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo một trong những bài ca dao mà tôi cũng thích hả là bài ca dao mà lỗ mũi có mười lỗ lỗ mũi mười tám gánh lông chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho đêm nằm thì ngáy o, o chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà đi chợ thì hay ăn quà chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm trên đầu những rác cùng rơm chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu nghe chưa bởi vì khi yêu nhau thì Chính tình yêu nó biến cặp đôi trở thành hoàn hảo Ai trong chúng ta cũng nghe câu chuyện của ông Henry Ông viết câu chuyện này năm 1905 Tại đất Mỹ này, ông người Anh Qua đây viết câu chuyện của một năm 1905 Cái đề tiếng Anh là The Gift of the Magi Quà tặng của các đạo sĩ Nhưng mà ở trong đó ông viết một cái câu chuyện ngắn thôi Nó nổi tiếng có gì đâu hai vợ chồng rất 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 nghèo Rồi đến Giáng sinh Hai người không biết làm quà gì cho nhau Cho nên trong đêm Giáng sinh Người vợ cũng muốn làm cho người chồng ngạc nhiên Người chồng cũng vì yêu thương muốn cho người vợ ngạc nhiên Cho nên cả hai dành nhau để trao cho nhau món quà Và trong đêm Giáng sinh Người vợ đã bắt đầu nói thôi để cho em Và chị ta mở ra ở trong gói giấy Là một cái dây để mà đeo đồng hồ Bởi vì ông chồng của chị có một cái đồng hồ Mà không có dây để đeo cho nên chị ta có một mái tóc ống ả rất đẹp Chị đã đi cạo mái tóc đó bán lấy tiền mua cho anh ta một cái dây đeo đồng hồ. Anh ta thì nghĩ khác. Anh ta nghĩ rằng mình có một cái đồng hồ mà không có dây đeo thì thôi cũng không cần thiết, trong khi vợ mình có một mái tóc ống ả tuyệt vời ước gì mình có tiền để mua cho vợ mình một chiếc lược rất đẹp để vợ mình có thể trải được và vì thế anh ta đi bán chiếc đồng hồ để mua một chiếc lược. Và khi mở gói quà ra, Chị ta mở ra một chiếc dây đồng hồ Anh ta bật khóc bởi vì anh ta có chiếc lược Câu chuyện ngắn, rất ngắn Nhưng nó nói lên được sự yêu thương và quan tâm của vợ chồng Và chính trong nước mắt đó, chính trong cái khóc đó Nó nói lên được niềm vui Niềm vui của một người chồng ở với vợ Một người vợ rất đẹp rồi hai vợ chồng hạnh phúc ở với nhau. Cho đến một thời gian tự nhiên lớn tuổi bà ta sinh ra bệnh vảy nến và vì vảy nến cho nên da dị dẻ nó bắt đầu sần sùi mà không gì làm cho người phụ nữ buồn hơn là xấu. Vì thế bà ta mặc cảm với cái nét đẹp của mình trước đây rất đẹp bây giờ ngày càng xấu đi. Cho nên vì mặc cảm bà cũng không muốn ra đường. Một ngày kia người ta thấy ông chồng đi về thì nghe tin ông bị xe đụng và sau khi bị xe đụng thì ảnh hưởng mắt và ông bị mù, không thấy đường. Rồi hai vợ chồng sống với nhau, bà ta cảm thấy đỡ mặc cảm bởi vì chồng mình bây giờ mù không thấy được mình, cho nên trong hình ảnh của chồng, bà ta luôn luôn là một người phụ nữ đẹp, đẹp như ngày hai mới hai người mới yêu nhau. Một ngày kia bà qua đời. Rồi ông ở trong một căn nhà quá lớn Cho nên những người chung quanh và con cái muốn ông dời qua một cái nơi khác ở nhỏ hơn Bởi vì nói rằng ba ơi căn nhà này quá lớn Ba lại mù mà cứ như vậy làm sao ba có thể ở một mình được Hay ba dọn qua một nơi khác nhỏ hơn cho tiện Ông trả lời ta mù hồi nào Trong suốt thời gian Tao dùng cỡ này để cho mẹ mày biết rằng tao không thấy được cái nét xấu của bà, chỉ bởi vì tao muốn tạo cho bà một niềm vui và tạo cho bà có cái tự tin. Bây giờ bà đã qua đời, tao thấy hết mọi sự. Một câu chuyện nhỏ có thể không có thật, nhưng những tác giả viết vào trong quyển tiểu thuyết để dạy cho chúng ta một bài học là muốn có hoàn hảo thì chính tình yêu làm cho anh chị em trở nên hoàn hảo. Hôm nay tôi chỉ muốn nói đến ở đây thôi, còn lúc khác Tôi chỉ muốn kết luận như thế này. Năm nay đại hội La Vang cũng trong dịp chúng ta mừng kính Thánh Giuse ở trong năm Thánh Giuse này. Nhìn lên Thánh Giuse và mẹ Maria, chúng ta gọi là một cặp đôi hoàn hảo bởi vì hạnh phúc quá, thánh thiện quá nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút thì các ngài cũng có những yếu tố như con người của chúng ta, cũng có tham sân si, cũng có những cái buồn giận và nhiều khi muốn bỏ đi. Nhưng vì đức tin, nhưng vì tình yêu níu kéo các ngài. Và đó là hai yếu tố vô cùng quan trọng để đem lại sự tha thứ. Và ước gì tất cả những người nghe trong đêm nay hoặc là nghe qua media hả, cũng hiểu được rằng cả anh chị em đều là những cặp đôi hoàn hảo Và đây không phải là một lời nói quá đáng Bởi vì tất cả anh chị em đã sống qua giai đoạn hoàn hảo đó Khi anh chị em mới vừa yêu thương nhau Ở đó không bao giờ có sự chấp trách nhau mà chỉ có hoàn toàn tình yêu Mà chị ở đó chỉ có trong đôi mắt của em Anh là tất cả thì câu hỏi đặt ra tại sao những câu những thời gian đó nó không kéo dài cầu nguyện để chúng ta trước hết khẳng định lại đức tin của mình đặt đức tin của mình trên hết và tin rằng đức tin sẽ cho chúng ta tình yêu và khi cho được tình yêu Thì với tình yêu Năm sáu núi cũng trèo Năm bảy tám chín sông cũng lội Mười đèo cũng qua hả Và cũng với tình yêu Chúng ta có thể hy sinh tất cả Tin tưởng tất cả Chịu đựng tất cả Và tha thứ tất cả Amen Rồi tôi ngưng ở đây nha Chắc Tôi để dành khoảng chừng 10 phút Ai có muốn hỏi cái gì không thì hỏi ha được không? Đã con cảm ơn cha. Con có câu hỏi là trước khi mà Thánh Du Xe được thiên thần báo mộng thì Thánh Du Xe không có đức tin, không có tình yêu, không có tha thứ. Nếu Thánh Du Xe có được ba yếu tố đó thì Thánh Du Xe đã không từ bỏ bà Maria một cách kín đáo. Và nếu Thánh Du từ bỏ bà Maria một cách kín đáo thì bà Maria sẽ bị ném đá. Thì như vậy con nghĩ rằng là Thánh Giuse sẽ phải kêu mang bà Maria nhận cái bào thai đó làm vợ thì Đức Thánh Giêsu mới xứng đáng là người như này, chồng gương mẫu. Đằng này sau khi báo mộng rồi Đức Thánh Giêsu làm thì cũng cũng không có gì là quan trọng lắm. À, xin lỗi thầy tư tưởng đó hoàn toàn sai. Bởi vì như thế này, Thánh Giuse là một người có đầy đức tin, có đầy lòng tha thứ, có sự cảm thông và đó là lý do tại sao Ngài muốn ra đi một cách kín đáo. Cái lý do mà Ngài muốn ra đi một cách kín đáo là bởi vì Ngài không hiểu chuyện này tại sao nó xảy ra. Vì thế việc báo mộng là để giải thích lý do tại sao. Còn chuyện mà Ngài muốn bỏ đi một cách kín đáo Nó nói lên được một con người hết sức tế nhị và biết quan tâm Thầy nói rằng cũng chỉ bởi vì khi đã được báo mộng cho nên ông làm theo thì cũng không có giá trị. Thưa, chúng ta là những người đã được báo mộng và tôi không có cuốn phúc âm ở đây. Những lời Thiên Chúa nói với chúng ta trong sách này chúng ta nghe hàng ngàn lần. Chúng ta khác với Thánh Du Sa một cái là Ngài được báo mộng và Ngài làm theo. Còn chúng ta tới đây hàng tuần báo mộng hàng tuần mà mình không làm theo. Cho nên cái đó là cái khác nhau. Thánh du Sa được báo mộng, ngài theo mình nghe những lời trong Twain, một nhà văn của Mỹ, ông ta nói một câu rất là hay. Ông ta nói rằng tôi sợ đọc kinh thánh, bởi vì không phải những điều tôi không hiểu trong kinh thánh làm cho tôi khó chịu, mà chính là những điều tôi hiểu. Kinh thánh có những đoạn viết rất khó hiểu nào là từ bên thành này đi qua bên kia ở trong cựu ước hả rồi thiên chúa nói đến từ nguyên thủy đã có ngôi lời và ngôi lời ở nơi thiên chúa và ngôi lời chính là thiên chúa rồi ngôi lời là ánh sáng ô khó hiểu nhưng mà mấy cái đó không làm cho chúng ta khó chịu cái làm cho chúng ta khó chịu là những điều chúng ta hiểu chúa giêsu nói hãy tha thứ cho kẻ thù hiểu không dễ quá sao không hiểu chỉ có làm được thôi chúa giêsu nói hãy biết từ bỏ chính mình có hiểu không hiểu cái khổ đó làm cho chúng ta khó chịu khi đọc kinh thánh không phải những điều ta không hiểu mà là những điều ta hiểu vì thế thánh du Sa được bao mộng và chúng ta được bao mộng hàng tuần chỉ có cái khác nhau là một bên thi hành còn mình thì cứ về cứ giữ cái cái, cái ego của mình cái tôi của mình vâng thưa cha cho con hỏi một câu là à, giống như cha nói đó là sự kết hợp hoàn hảo thì theo con thấy đó, sự kết hợp hoàn hảo như thánh thánh Giuse hoặc là mẹ Maria tại vì cá nhân của họ là hai người đã hoàn hảo rồi thì họ kết hợp với nhau thì rất dễ dàng để họ hoàn hảo họ là tiếp nối giống như cha vừa nói là mình đi lễ hoàn toàn nhưng khác với thánh Giuse là thánh Giuse khi nghe xong ngài chấp nhận hoài nghe theo thì với con người cũng vậy có người nghe hoặc là những người không nghe thì sự kết hợp giữa hai người ví dụ một giống hiện tại bây giờ rất là nhiều cặp xảy ra là một người có tôn giáo là công giáo như mình kết hợp với một người không phải là công giáo đầu tiên sự kết hợp đó đã chưa hoàn hảo vì một người đã có đức tin và một người không có đức tin rồi cộng theo ví dụ như lúc ban đầu họ cảm nhận giống như là tại sao mọi người không kéo dài được cái sự hoàn hảo đó thì lúc đầu mà ai cũng vậy giống như các bạn tính con người con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tài họ yêu nhau rất là vội vã trong cái giai đoạn đó rất là nhanh thì họ chấp nhận yêu nhau nhưng về sau về với nhau rồi lòi ra hết tất cả những cái tật xấu thì lúc đó sự chịu đựng của nhau sẽ giảm dần giống như cha nói một người công giáo con đã từng chứng kiến là một người công giáo họ cũng có thể đi hỏi các linh mục các quý cha là hãy cầu nguyện đi đã cầu nguyện vẫn cố gắng cầu nguyện nhưng thực sự Chúng con đôi khi cái sự dẻo da trong cầu nguyện không được như mẹ của Thánh Augustino mấy chục năm bà và liên lại bà cầu nguyện rất là nhiều, chúng con không được như vậy. Rồi chúng con hãy chứng minh bằng cuộc sống của mình đi. Chúng con đã chứng minh cố gắng sống là tốt, nhưng cái đối phương họ không nghe, họ vẫn cố gắng họ không nghe. Rồi bắt trước ngay cả với Thánh Teresa là thôi bây giờ tôi gặp những cái bà nữ tu này, bà nữ tu kia, tôi chịu không được, thôi tôi không làm gì được, thôi tôi chạy xa họ đi để tránh dịp tội. Chúng con cũng làm theo nhưng cái vấn đề ở đây là mình cố gắng một phía của mình Nhưng đối phương người ta không cố gắng như mình Thì vậy làm sao để mình tạo cho cái đối phương có cùng cố gắng như mình Giống như Thánh Du Xe, Thánh Du Xe là nghe họ làm Nhưng mình làm cái cách nào để cho đối phương cùng hợp tác với mình Có là sự hợp tác của hai bên Nhưng nếu trường hợp đối phương không hợp tác Tôi muốn hỏi như vậy thì anh sẽ làm cái gì? Đó giống như con nói là chúng con sẽ cố gắng cầu nguyện, cố gắng chứng minh bằng đời sống của mình và tránh xa để không có cái giống như ta chắn sao giống như là ví dụ nói chuyện với nhau là sẽ cãi nhau thôi nhưng mà khi mà bắt đầu một cái chuyện cãi nhau là con chẳng xa không cãi nhau nữa đúng là còn thấp lè tè <laughs> đúng là chúng ta những con người sống ở trong đời sống linh đạo tôi dùng cái chữ gọi là thấp lè tè dưới đất đó, hả cho nên nhiều khi mình nhìn lên các bậc thánh mình mới thấy đúng là họ khác mình họ khác mình bởi vì họ là các thánh Tôi đưa ra một hình ảnh của chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu Tôi không nói tới Chúa Giêsu là đứng gọi là Đại Thánh tôi không nói hả Cỡ như anh với tôi đó mà đứng trên Thánh Giá mà mình có thể bước xuống bước lên hả Mà dưới này nó đi ngang đi về nói mày là con thiên chú hãy xuống cho chúng ta tin này kia tôi nói tôi xuống tôi tác mỗi đường cái tôi lên lại hả? Tức mà Thế nên mình làm không được là mình bỏ luôn đây là sự khác nhau giữa những người muốn trở nên hoàn hảo và thánh thiện và những con người mà tôi gọi là như chúng ta ở đây thấp lè tè, bởi vì sao? câu hỏi của anh rất hay. khi tôi đến gặp một người và người đó không tôi đã cố gắng hết sức, đó là từ mình hay dùng, tôi đã cố gắng hết sức, mà người đó không tỏ ra cố gắng và chưa nói, nhiều khi còn tạo những khó khăn cho tôi và vì thế cách hay nhất tôi bỏ tôi chịu hết nổi rồi và đó là lý do tại sao mà gia đình đổ vỡ. Nhưng ở trong cuốn chuyện Một tâm hồn có dịp anh về anh đọc lại Khi chị Thánh Teresa ở trong nhà tập Tôi nói cái này là chuyện của các thánh Mình chịu không nổi đâu Chị ở trong nhà tập thì chị thánh thiện đơn sơ Mà ai cũng thương Chỉ có điều có hai cái chị kia cũng ở trong nhà tập Vì ganh tị Cho nên không thích chị này Thế là một dịp kia đi ra chỗ giặt quần áo Nhớ không Giặt mà cứ đánh nước và xà phòng Bay lên trên người của chị đó tôi nghĩ gặp anh chắc anh đứng anh hắt luôn cả cái tô nước anh đi à nhưng trong cái câu chuyện của Teresa hài đồng Giêsu chỉ viết cái gì Chị nhắm mắt lại đúng là vị thánh kể chị nhắm mắt lại rồi chị tưởng tượng cứ mỗi một lần nước bắn lên người chị và mỗi bột bọt xà phòng như là một hoa hồng mà những người này đưa đến cho chị để chị có dịp đứng và dâng lên cầu nguyện cho những người này có lại Chúa tôi thấy cái khác nhau chưa chính những người mà đôi khi mình cảm thấy rất khó, mình đã cố gắng hết sức và thay vì mình đối đầu với tính cách của con người là thôi bỏ, không nói chuyện nữa thì chính sự bướng bỉnh của họ và chính cái khó chịu của họ trở thành một cơ hội tạo niềm vui cho mình mà tôi nói niềm vui này chỉ đến các thánh mà thôi, tôi cũng chưa đến bậc đó. Cho nên tôi chỉ nói với anh rằng câu hỏi rất hay, chỉ có điều là mình tập mình tập thế nào mà đến một ngày nào đó chính những người mà họ làm khó mình cuối cùng họ cũng phải phục là bởi vì những gì họ tạo cho mình càng khó khăn thì mình càng vui bởi vì mình coi rằng đây là một cơ hội để mình có thể chia sẻ thêm những khó khăn với thiên chúa chia sẻ thêm như tôi nói câu chuyện của chị thánh teresa và nếu như vậy thì vấn đề thánh thiện và hoàn hảo nó không cần phải đến cả hai bên mà trước hết trên hết nó phải đến từ phía mình. Còn người bên kia, ngay cả họ có ghét mình thì nếu là chị Thánh Teresa chị sẽ trả lời, chính những hành động thù ghét của chị đã tạo cơ hội cho em có nhiều niềm vui. Và đó là cái khác nhau giữa đại thánh và lề tà như chúng ta. câu cuối cùng nhé câu cuối cùng vâng dạ con chào cha cho con xin, xin hỏi hai câu thôi oh vậy mình hả linh <laughs> nghĩa vâng. cho con thôi con hỏi tình yêu với sự quan tâm thôi xin cha giải nghĩa cho con vâng quan tâm thì tiếng mỹ caring hả quan tâm mình quan tâm cho nhau Thật sự quan tâm nó xuất phát từ tình yêu Nhưng ngay cả cái định nghĩa của tình yêu Tôi ước gì tôi có dịp nói về tình yêu Riêng cái từ tình yêu thôi Bởi vì cái chữ tình yêu là một danh từ hết sức bao quát Mà chúng ta hiểu lầm rất nhiều cho nên trong thâm điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 Khi Ngài làm lên làm Giáo Hoàng Thì thông điệp đầu tiên Ngài viết là Deus Caritas Est Thiên Chúa là tình yêu và trong chương đầu tiên ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng tình yêu mà ngài viết ở đây Deus Caritas es, Thiên Chúa là tình yêu nó không phải là cái từ mà mình dùng để nói với nhau làm sao các nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt bằng mây nhẹ nhẹ gió yêu cũng phải cái đó ngài muốn nói đến tình yêu mà Đức Giêsu Kitô vì thế cho nên khi mà cái mà tôi muốn nói với chị đây, tôi cũng muốn nói đến tình yêu của Đức Giêsu Kitô ở đó có sự hy sinh này kia đó tình yêu chứ không phải các bạn trẻ nó ngồi nó ôm nhau chuột chuột là yêu, không phải, không phải cái đó đâu, không phải cái đó, ta đã đừng có hiểu lầm cái đó. nhưng mà cái quan tâm thường nó xuất phát từ tình yêu. nhưng tình yêu nếu chúng ta hiểu theo nghĩa của kinh thánh thì bao giờ nó cũng là động lực và là nguyên nhân để đem con người lại với nhau và làm cho con người nên thánh. Bởi vì chính tình yêu là động lực để cho chị tha thứ Để cho chị hy sinh Để cho chị làm những điều mà con người cho là không thể làm được Quan tâm chỉ là một phần nhỏ Và có thể nó đến từ tình yêu Mà tình yêu tôi đang nói tình yêu kinh thánh đó nha Vì thế cái mà tôi muốn nói ở đây là tình yêu mà dám hy sinh như Chúa Giêsu nói không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thi mạng sống cho người mình yêu đó mới là cái tình yêu mình nói tới còn cái loại tình yêu mà như kiểu chuồng chuồng đạp nước đó hả hay là cái kiểu tình yêu mà vội vội vàng vàng hả thương nhau cũng vội mà dứt lòng cũng mau thì cái đó không phải là điều mình nói ở đây cái đó là của tiểu thuyết cái đó khác mà. rồi xin mời tất cả chúng ta đứng lên nhé Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có dịp họp nhau nơi đây để học hỏi gương sống của thánh Giuse và mẹ Maria. Hai thánh nhân cũng đã sống đời sống con người, sống đời sống vợ chồng, hiểu được nỗi khổ và những gì mà chính chúng con những người sống trong bậc gia đình đang trải nghiệm. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con hiểu được những gì chúng con cần làm ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con dám làm những gì chúng con biết mình phải làm và cuối cùng ban cho chúng con được ơn biết tha thứ để khi tha thứ chúng con làm lại từ đầu làm lại như những giây phút đầu tiên mà chúng con yêu thương nhau ở đó thật sự với tình yêu chúa đã tạo chúng con trở thành một cặp đôi hoàn hảo Chúa ở cùng anh chị em. Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em ra đi bình an. Cộng đoàn chúng con chân thành cảm ơn Cha và chúng ta cùng hát bài đến. Chào một lần nữa chúc mừng đến tất cả các bạn trẻ trong Lizo Maria của nhà thờ Chánh Tòa hôm nay kỷ niệm 31 năm các bạn đã đồng hành với nhau và nhất là đặt mẹ Maria làm trung điểm trong đời sống cầu nguyện cùng với mẹ và đi qua đến với Chúa cũng cùng với mẹ dâng lên Chúa những lời nguyện xin xin chúc mừng đến các bạn chúng ta cho các bạn một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng ngày sinh nhật của các bạn. bỏ ngài con biết theo ai chỉ có ngài ban sự sống đời đời một con người khôn ngoan là một con người đi tìm kiếm tìm kiếm gì tìm kiếm thiên chúa mà tìm kiếm thiên chúa thì gặp chúa ở đâu chúa thật sự hiện diện trong lời của ngài bởi vì lời chúa phán tất cả được tạo dựng chúng ta được thấy khi chúa phán ngày đầu tiên tối và sáng được tách ra trong cuốn sách sáng thế ký ngay từ thủa ban đầu và lời hàng sống đó chính chúa phán và cũng dựng nên một tạo vật là hình ảnh thiên chúa đó là loài người và loài người là một đặc ân là một tác phẩm kỳ công của thiên chúa dựng nên con người không những được làm hình ảnh của thiên chúa mà con người được thiên chúa yêu được thiên chúa cứu độ và được thiên chúa đó là thưởng phần thưởng đời sau Dành cho những người biết đặt Chúa Lắng nghe và thực hành lời của Chúa Nên anh chị em chúng ta hôm nay đi sơ qua Trong các bài đọc mà chúng ta vừa được nghe Công bố hôm nay Đó là Chúa Giêsu Sau khi 40 ngày Ăn chay cầu nguyện và chịu phép rửa do Gioan tẩy giả Ngài đã ra đi loan báo tin mừng và Ngài thường đến các hội đường để công bố Và hôm nay Kinh Thánh mà anh chị em chúng ta vừa được nghe Người mở ra gặp đoạn đọc gặp đoạn chép rằng Thần khí Chúa ngự trên tôi Vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi Để tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm Biết họ được tha Cho người mù được sáng mắt trả tự do cho kẻ áp bức và công bố năm hồng ân. Buổi sáng hôm nay con có cơ hội rửa tội cho hai em bé và trong cái đoàn sau khi rửa tội cho các em tuyên xưng đức tin và các em đón nhận phép rửa tội rồi thì lúc đó được sức dầu gọi là sức dầu cứu độ các con hãy được gọi làm tư tế tiên tri và vương giả cõi đời đời. Người công giáo anh chị em chúng ta đang hiện diện nơi đây, tất cả chúng ta đã được làm con Chúa được đóng ấn tình yêu bởi trời, đó là qua bí tích rửa tội. Và mỗi người anh chị em chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa, đó là chúng ta được mời gọi làm ánh sáng của Thiên Chúa. Và nhất là đoạn kinh thánh hôm nay mời gọi chúng ta Chúa dùng chúng ta, mỗi người chúng ta là một chi thể của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô cho chúng ta thấy, một thân thể nhưng có nhiều chi thể. Mắt không thể nói với chân ta không cần ngươi, hay tay nói với tim ta không cần ngươi, hay bất cứ bộ phận nào nói với mình là ta không cần, không phải thế anh chị em. Một người công giáo không thể nào nên thánh một mình. Mà một người công giáo được mời gọi cộng tác Chia sẻ tin mừng Tin hàng sống và lời hàng sống của Đức Chúa Trong đôi mắt của Thiên Chúa Tất cả anh chị em Giàu nghèo Già trẻ Chúa đều ban cho chúng ta được một hồng ân Đó là hưởng 24 giờ một ngày Do Thiên Chúa dựng nên Trong 24 giờ Mỗi người chúng ta được mời gọi Được mời gọi sống mật thiết với Thiên Chúa và chúng ta sống làm sao để làm chứng cho Chúa Trong 24 tiếng trong một ngày Có nhiều người khôn ngoan như anh chị em Chúng ta đây hàng tuần chúng ta lại Quay quần bên nhà Chúa Chúng ta đến để gặp Chúa Đó là nghe lời hàng sống của Ngài Rồi chúng ta lại đón nhận Dọn tọn tâm hồn để đón Chúa Vào trong cuộc đời của mình và trong thời gian chúng ta được mời gọi đó, chúng ta lại mang Chúa về trong gia đình của mình, rồi chúng ta lại mang Chúa đi bất cứ nơi nào, bởi vì chúng ta sau khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu vào trong thân xác của mình, thì tấm bánh tình yêu của Thiên Chúa được hòa vào trong đời sống của chúng ta, trong nhịp tim, trong hơi thở, trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong lời nói, trong việc làm, đó anh chị em được thấy đôi mắt của thiên chúa tất cả chúng ta đều là quan trọng và trong đôi tay của thiên chúa thiên chúa luôn che chở chúng ta và trong trái tim của đức chúa trời chúa luôn yêu mến loài người nếu mà thiên chúa không yêu chúng ta thì chúng ta cứ tưởng tượng đi có lẽ từ khi a dong e và phạm tội không còn một tạo vật nào còn tồn tại cho đến hôm nay nhưng từ nguyên thủy cho đến ngàn thu chúa vẫn ở với chúng ta và đặc biệt Thánh Phaolô đã mời gọi anh chị em chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa mà tạo mà tạ ơn Ngài, hãy dùng thời gian Chúa ban để sinh hoa quả anh chị em. Người khôn ngoan thì người lắng nghe lời của Thiên Chúa, đó là giới răn Thiên Chúa. Từ khi Chúa dựng nên vũ trụ cho đến tận thế chúng ta thấy bao nhiêu người đã lọt lòng mẹ, bao nhiêu người đã sống trên vũ trụ này và cũng bao nhiêu người đã ra đi. Nhưng hôm nay cho con cũng rửa tội cho hai em Thì đón chào hai em vào giáo hội Chúa Và sau đó cũng đi sức dầu để chào tạm biệt một người Lìa thế gian mà về với Chúa Từ nguyên thủy cho đến ngàn thu Chúa vẫn ở với chúng ta Nên hôm nay anh chị em chúng ta đến trong thánh lễ này Chúng ta xin Chúa điều gì anh chị em có lẽ chúng ta xin Chúa một điều đó là Xin cho con được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần cho con biết dùng thời gian Chúa ban Một cách khôn ngoan Cho con biết tạ ơn Thiên Chúa Cho con biết đặt Chúa trong cuộc đời con Xin dùng đôi mắt con để chia sẻ tình thương của Chúa cho nhau Bởi vì nếu chúng ta sinh ra là một người mù Thì chúng ta cũng chẳng thấy gì Hay sinh ra là một người điếc chúng ta cũng chẳng nghe gì Hay một người câm chúng ta cũng chẳng nói gì Nhưng chúng ta đã được Thiên Chúa ban cho đầy đủ được nhìn, được thấy, được nghe Đó là hồng ân Chúa đang thực hiện trong đời của mỗi người chúng ta Vậy hôm nay anh chị em chúng ta đến với Chúa Giêsu trong Thánh lễ này Lời mời gọi của Thiên Chúa đó là công bố những hồng ân mà Chúa đang thực hiện trong đời của mỗi người chúng ta Và anh chị em chúng ta cũng vậy Khi gặp thử thách gian nan chúng ta đừng nản lòng anh chị em Hãy đến với Chúa Giêsu Hãy dựa lòng vào Chúa Giêsu xu hãy đặt mình vào Chúa Giêsu, hãy đến tôn thờ Chúa Giêsu và xin Chúa Giêsu ở lại với chúng ta. Con tin chắc rằng nơi trái tim Chúa Giêsu là nơi ban phát mọi ơn lành và sự sống đời đời dành cho những ai yêu mến Chúa qua trái tim tình yêu con Chúa. Amen.